Xin chào tất cả các bạn khán thính giả Các bạn thân mến Như đã hẹn thì ngay sau đây Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 8 Cũng chính là tập cuối của chuyện Chúng ta cùng đón nghe những diễn biến cuối cùng Chia sẻ lại cảm nhận của bạn Cũng như đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác Do Mai sẽ đọc trên kênh nha các bạn Tập cuối Là da trắng trẻo Giờ đây có chỗ bị bầm xanh tím Có chỗ xước sát chảy máu Thế nhìn thấy đôi mắt sâu hút tối đen anh cẩn thận không để nước dính vào Dù khăn ấm lau gửi cho cô Người khẽ run trước động tác dịu dàng của anh Anh chỉ đơn thuần lau người giúp cô Chứ không có bất cứ dục vọng nào Anh nhú khăn nước ấm Động tác nhẹ nhàng nhất có thể Thấy người cô run rẩy Hai gò má đỏ bừng Em đau à? Cô lắc đầu Anh nhếch môi cười hỏi Vậy sao mặt em đỏ thế? Người cảm giác anh đang muốn treo mình Rõ ràng anh biết cô dễ ngại ngùng còn hỏi cô Người nhà mát không đáp Thầy đứng dậy lấy hộp thuốc rồi mang vào phòng tắm Trước lúc đổ nước mũi sinh lý lên vết thương Anh nhắc nhở cô Sẽ đau đấy, cố gắng chịu đựng nhé Ừ Dòng nước chảy qua vết thương Nguyệt run lên Thầy xót ra thổi thổi cho cô Có đau lắm không Cô lắc đầu, thế này có gì đâu Cô vẫn chịu đựng được Sát trùng rửa sạch vết thương xong Anh băng bó cho cô Nhưng không đúng cách Vậy nên tấm gạc cứ bị tuột ra Thôi để em Cô thành thạo buộc cái gạc Thế lúng túng Xong xuôi rồi anh bế cô vào giường Bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi Thế ngồi xuống cạnh cô Để đầu cô tự vào ngực mình Xem lại đến lâm ra Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô Lồng trong tay mình vuốt về Suy chút nữa không còn được nắm nó Thế không nghĩ bọn họ ra tay độc ác với cô như vậy Em muốn lấy lại một số di vật Mẹ em để lại cho em Sao không đợi tôi về Em có biết đi một mình như thế nguy hiểm không Giọng nói anh pha lẫn sự tức giận Người không nghĩ em bị mất trí nhớ Mà lo lắng cho cô như vậy Cô vui mừng Cô ngẩng đầu nhìn anh Bất ngờ đặt lên má anh đụ hôn Em xin lỗi Cơn giận trong lòng anh theo đó tiêu biến Thế nhìn cô chăm chú đột ngột bắt lấy cằm cô rồi xiết môi hôn Em phải chịu trách nhiệm đấy Anh đẩy cô xuống giường Nguyệt nhìn anh ánh mắt bông lung khắp người cô vết thương lớn nhỏ đều có cho nên anh không nỡ dày vò chỉ khẽ hôn cô dù ông cô ngủ cả một ngày mệt mỏi giờ nằm trong vòng tay ấm áp của anh hai mi mắt cô nặng chịu rồi lát sau chìm vào giấc ngủ say thế nhìn người con gái trong lòng ánh mắt dịu dàng bất ngờ thay đổi lộ ra sự lạnh lẽo bà hà sau khi bị ông xuyên trách móc bà ta không liên lạc được với thúy Bà lo lắng không tôi Chỉ sợ cô xảy ra chuyện Bất xác điện thoại đổ chuông Bà vội vàng lấy nó không cần nhìn số đã nghe Một giọng nữ lạ lẫm truyền vật tai bà Bà Lý đúng không? Tôi đây Xin chào tôi gọi đến từ bệnh viện Tôi xin chia buồn với bà Con gái bà bị tai nạn Hiện đang ở bệnh viện Đây là số điện thoại cuối cùng gọi đến cho cô ấy Bầu trời xám xịt bên ngoài mưa như chút Xe cộ trên đường tắc nghẽn bà hà nhanh nhào xuống khỏi ô tô chạy bộ trong màn mưa lúc bà ta tới bệnh viện bộ dạng của nào ướt đẫm miệng liên tục gọi tên thúy như điên cuồng bác sĩ xuất hiện đưa bà hà tới gặp cô ta trên người thúy cắm đủ các loại dây dợ máy móc xung quanh bà ta như chết lặng lết từng bước tới bên cạnh giường cô ta thúy à bác sĩ đứng bên không khỏi xót xa nhưng cũng chẳng giúp được gì lúc được đưa tới đây tình trạng cô ta rất tệ Cô có thể sống thực vật như thế cả đời Như một tiếng sét đánh ngang bầu trời Bà khụy xuống khóc gần như sắp ngất Không thể nào, không Đây không phải là sự thật Tôi rất tiếc Ông ta xoay người khỏi phòng Bà Hà ôm chặt cơ thể Thúy Rồi nước mắt ướt đẫm vào đáo của cô ta Thúy ơi, con tỉnh lại đi Tiếng sấm rất lớn Tiếng mưa cũng rất to Bên ngoài bão tố cỡ nào Trong phòng ấm áp bình yên Thế một tay ôm chặt Nguyệt Một tay che tay cho cô Ánh mắt anh, anh lơ đãng nhìn về hướng cửa sổ Mai cô ngủ say không hề biết gì Anh vuốt ve gò má đỏ hồng cúi đầu hôn lên đó một cái Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ Anh với tay ấn nút nghe Tổng giám đốc đã xử lý xong Ừ cậu vất vả rồi Anh nhếch môi cửa lạnh Thấy cô khẽ động đậy vỗ lưng cho cô Người rút đầu vào ngực anh Tay ôm chặt lấy cổ anh anh đặt điện thoại trên tủ, thơm lên chán cô đầy dịu dàng. Bọn chúng đã chạm tới giới hạn của anh thì phải trả giá. Bà Hà quá đau lòng vì tai nạn bất ngờ của Thúy. Nào ngờ tin tức còn lọt ra bên ngoài, biến thành tin tức nóng hổi cho mọi người bàn tán. Nghe nói tiểu thư nhỏ Lâm phá thai, sau đó bị quả báo hiện giờ tai nạn thành người thực vật. Thật đã, Lâm Nguyệt á? Đâu? Lâm Thúy? lâm nguyệt đâu còn là tiểu thư lâm gia nghe nói bố cô ta cũng ác độc tôi mà có người bố như thế tuyệt giao luôn cho xong u rồi nhà giàu đáng sợ nhở ông xuyên nghe tin này chẳng có chút thương cảm dành cho thúy ngược lại giận dữ trách cô ta đúng là cái loại con gái vô dụng bà hà vừa từ bệnh viện bà vô tình nghe được bà nhị không được cãi nhau với ông ta bây giờ rồi ông còn nỡ nói thế à cái gì Ông Xuyên không tin vào tai mình Lần đầu tiên bà Hà dám cãi ông ta Cô dám cãi tôi đúng không? Phải đấy Ông giận dữ bạt tai bà một cái Gương mặt bà Hà lệch hẳn sang một bên Gò má đỏ bừng in hẳn năm dấu tay Bà cắn chặt hai cánh môi Dùng ánh mắt uất ức nhìn ông ta Dám chừng chừng mắt nhìn thế à? Ông ta giơ tay định dạy dỗ bà một trận nữa Điện thoại bỗng gieo vàng Ông Xuyên với tay lấy điện thoại Sắc mặt thoáng chốc cũng tái đi Cái gì? Điều tra thuế á? Nghe xong Ông lào đảo bám vào ghế Ông Duyên cầm áo khoác đến công ty Bỏ mặc bà ở đó Bên ngoài lâm tỷ Đội điều tra thuế đến nơi Đang thực hiện kiểm tra toàn bộ giấy tờ của công ty Ông Duyên vội vã đến Trên miệng treo nụ cười Chắc mọi người mệt rồi Chúng ta cùng nhau uống chút gì đó đi Không cần đâu Thấy thái độ bọn họ vô cùng lạnh lùng Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng Chẳng biết làm thế nào Tại tiêu thị Thế bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ mình Anh đứng dậy đi tới phòng làm việc của anh ta Vừa mở cửa ra Chạm mặt ông Hoan và Ly Có có cả bà nội Ánh mắt Ly chạm ánh mắt anh Cô lúng túng quay mặt đi Thế bình thản bước đến Chào ông Hoan và bà nội như không có chuyện gì Bà nội, chú Hoan Bà nội anh mỉm cười Đi tới nắm tay anh kéo gần lại Ly Thế cháu có nhớ Ly không Con bé đi du học trở về rồi đấy Con bé muốn vào công ty chúng ta làm việc Không phải là chú Hoan đã có công ty riêng à Đúng 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 Sắp tới giữa hai công ty hợp tác Ly làm việc ở tiêu thị Thuận lợi phụ giúp cháu hơn Ly lén lén liếc nhìn anh Bà nội anh kéo tay anh ra một góc nói nhỏ Này thế Ly có ý với cháu đấy dù sao con bé cũng là con nhà gia giáo đi với cháu rất xứng đôi anh lạnh nhạt cố tình nói to bà nội à cháu đã có vợ rồi bà quên à ông hoan và ly sửng sốt nhất là cô ta ông lập tức hỏi cháu nói thế nghĩa là sao cháu đã lấy vợ rồi xin lỗi không nói cho chú biết ạ à? mợ cháu hiện tại còn đang mang thai sắc mặt ông hoan vô cùng khó coi lão vô nhân chuyện này là sao đấy Bà không kịp trả lời anh đã xen vào Chú à Bà nội và cô ấy có chút xích mích nhỏ Nhưng cũng không đáng ngại Giờ cô ấy đang mang thai con tiêu ra Cháu không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều Ảnh hưởng từ đứa bé Cháu có chút việc bận Cháu xin phép đi trước Anh nói xong mở cửa rời đi Để lại bọn họ đứng đó Ông Hoàn bực bội không nói tiếng nào đi ra cửa Lê thì giữ người một lúc chạy theo ông ta Bà nội buồn bã ngồi phịch xuống còn Minh thì cũng chẳng vui vẻ gì Hà cớ gì anh ta là con trưởng mà thua kém thế mọi mặt Lúc nào thế cũng được người khác yêu thích săn đón Đúng là quá quát, có chúng ta như trò đùa đấy à Ông An bực tức nói Lì cũng không tin nổi chuyện này Ba, hai ngày cố tình nói thế từ chối con Dù sao bà nội anh ấy cũng không thích cô ta Trước mặt chúng ta bà còn che giấu không nói cho chúng ta biết mà Giấu hay không ấy Con bé đó cũng đang mang thai rồi Lý cắn răng là sao bạo miệng Chỉ là cái thai thôi mà Nếu Ông Hoan quay sang cô ta ngờ vực Ý con Ba con rất yêu thế Con không cam tâm buồn mất anh ấy Trong mắt cô ta ánh lên sự ngoan độc Cố chấp mạnh mẽ Ông ta im lặng một lúc Tiếng thang máy vang lên Hai người cùng nhau bước vào Cánh cửa đóng lại Một bóng hình lặng lẽ bước ra Con nhỏ chết tiệt đó mang thai rồi à? Hạ nghỉ sang ken két Trong mắt đỏ dần vì đố kỵ Cô ta đến phòng làm việc của mình Nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện của anh ta và bà nội Minh à Bà phải làm gì Mới có thể khiến Nguyệt rời xa thế đây Mình không ngờ Anh bị mất trí rồi còn yêu cô Vì Nguyệt mà bay về đây ngay lập tức mọi công sức để thế ra nước ngoài Làm việc đủ sông đủ biển Bây giờ Nguyệt đang mang thai Càng khó chia rẽ bọn họ Chẳng nhẽ bà chấp nhận à Mình đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh bà Bà nội Hai chuyện này giao cháu xử lý Cháu muốn làm gì Mình không suy nghĩ mà nói Không phải thế ghét nhất khi bị lừa dối à Ý cháu Sao bà chắc chắn đứa bé đó là con thế Bà đích thân kiểm tra rồi Mình mỉm cười Bà nội Vậy bà muốn vì tiêu gia hay vì đứa bé Trong mắt bà hiện lên sự đắn đo giảng xé lựa chọn việc vì tiêu gia hoặc một đứa bé mà nghiêng về gia tộc thành danh dòng họ không thể bị vấy bẩn đã quá đủ cho những tin đồn mình mỉm cười đặt tay lên vai bà bà nội bà đừng lo cháu sẽ lo chuyện này ổn thỏa bà gật đầu nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn lo lắng tại nhà của tiêu thế quả ra ngô khi thấy anh về sớm vào buổi trưa bình thường anh đi làm tới chiều tối mới về thiếu gia người đâu rồi Cô ấy trong phòng đọc sách ạ à? Anh đi thẳng một mạch lên lầu Mở cửa đi vào đưa mắt tìm kiếm trong phòng như không có Thì ra cô ngồi bên ngoài ban công Ánh nắng mặt trời khẽ chiếu lên cô gái nhỏ Tà váy trắng bay bay nhẹ nhẹ Cô tựa vào ghế thiêm tiếp Gương mặt dịu dàng xinh đẹp không cần son phấn Nhìn cô mảnh mai đến nỗi Anh sợ chỉ cần khẽ chạm cô tan biến Trái tim anh thầm rung động Nhảy bước tới gần ngồi xuống cái ghế cạnh cô Anh đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô ánh mắt như đôi môi chúng trí một cách chăm chú vừa định cúi đầu hai hàng mi người khẽ động rồi mở ra cô ngủ không say mọi động tĩnh nhỏ đều làm cô thức giấc anh về từ bao giờ vậy ạ à? cô ngạc nhiên lên tiếng thế kìm không được hôn cô một cái rồi trả lời anh vừa về vừa nãy cô hổn hình đỏ mặt hôm nay về sớm vậy ạ à? ừ um, nhớ em không làm việc được anh ôm cô đặt ngồi lên đùi những ngón tay tinh tế vuốt ve gò má cô Người mỉm cười ôm lấy anh Thật không đấy Nhìn đụ cười đẹp hơn ánh mặt trời Trong lòng anh cảm thấy nhộn nhạo Anh cúi đầu định hôn cô Nhưng cô né tránh có cười khúc khích Anh giữ cầm cô không cho cô trốn thoát Những nụ hôn nồng nàn ập xuống đôi môi Hôn cho tới khi cô sắp thở không được Mới chịu buồn Anh sờ sờ bờ môi bị anh hôn đến sưng đỏ Ánh mắt như bao phủ màu tối thâm trầm Xem không nghỉ ngơi Đi ra ngoài này làm gì Em chỉ là muốn đọc sách ạ à. Anh bế cô đi vào trong Dứt khoát đặt cô lên giường Em không sao đâu mà Nguyệt ngồi dậy bị anh ấn xuống nghiêm khắc nhắc nhở Mau nằm xuống đi Nếu không anh dùng biện pháp mạnh đấy Biện pháp mạnh á Anh nhớn mày Phút chốc hơi thở kề sát mặt cô Thân thể để ép lấy Nguyệt Nào ngoan nghỉ ngơi đi Nguyệt nhìn anh Cảm giác anh như trước kia quay lại Cô đột nhiên xúc vào lòng anh cọ cọ nũng nịu Thế à khó khăn lắm anh kìm chế được mình thế mà cốt đút lửa trong lòng anh nếu em làm thế này nữa anh kìm chế không được đâu giọng anh trầm xuống báo hiệu anh không hề đùa nguyệt đúng là như chơi với lửa cô mặc kệ giúp trong lòng anh không chịu ra cô chỉ muốn hưởng thụ khoẻ khắc ngọt ngào ánh mắt anh tối dần anh đè cô xuống giường đúng lúc đôi môi sắp chạm nhau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa quả ra dè dặt nói thiếu ra anh sầm mặt buông cô ra rồi đứng dậy mở cửa. Chuyện gì thế? Ông ta liếc nguyệt rồi lên tiếng trả lời. Có phu nhân lâm ra đến tìm ạ. Bà đứng bên dưới như trực chờ đợi sẵn lao lên lầu. Lập tức vì thế chặn ngoài cửa. Lâm Nguyệt có khốn kia Là mày đúng không Thấy thế bảo vệ Nguyệt Bà Hà càng tức tối Bà đến đây làm loạn gì vậy Khi thế bà ta khi đứng trước mặt anh giảm đi một nửa nhưng cứ nghĩ tới Thúy đang nằm trong bệnh viện Bà ta chịu không nổi Chính Nguyệt hãm hại Thúy Cậu còn bao che cho con nhỏ rắn độc đó à vẻ mặt anh chẳng chút cảm xúc Tôi không hiểu bà đang nói gì Nếu bà làm loạn nữa Tôi sẽ bảo người đuổi bà ra khỏi đây Bà ta như phát điên muốn lao vào phòng Nhưng anh ngăn cản lại Con nhỏ khốn kiếp kìa Chính mày hại Thúy Mày làm con gái tao thành người thực vật Tao hận mày nguyệt kinh ngạc thúy thành người thực vật thế sầm mặt bóng ngô quản gia lôi bà ta ra ngoài biết rõ không có kết quả gì nhưng bà ta cố chấp bây giờ bà ta phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân mà ngày xưa cô từng chịu anh đóng cửa quay lại phòng xoa xoa đầu cô không sao đâu em đều quan tâm nguyệt ngước lên hỏi anh thế à có phải là anh không cái gì Anh xử lý cô ta à anh ngừng lại một chút không chần chừ thừa nhận ừ đúng thế người rất hận bọn họ muốn thúy phải trả giá nhưng khi nghe cô ta thành người thực vật cô cảm thấy chẳng vui như mình tưởng em đang xót thương cô ta đấy à không em chỉ cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh thế ngồi xuống cạnh cô cái giá như vậy xứng đáng cho những gì cô ta làm điện thoại anh đột nhiên vang lên ở trước mặt cô nghe máy thế à ba ngày nữa ở nhà tổ chức bữa tiệc cháu nhớ đến đấy Giọng của bà nội anh vang lên Anh khẽ liếc Nguyệt từ chối Cháu không đến được ạ à? Bà có chuyện muốn nói với cháu là chuyện của Nguyệt Nhắc đến cô Thế suy nghĩ cân nhắc một lát rồi gật đầu Anh cúp máy thuật lại cuộc trò chuyện vừa nãy cho cô nghe Bà nội tổ chức tiệc mời chúng ta tham gia Cô thực lòng chẳng muốn đến Vì nghĩ bà còn ác cảm với cô Như bà nội là bà của anh Cô vẫn phải dành sự tôn trọng cho bà Anh xoa đầu cô dịu dàng trấn an Đừng lo, Em sẽ bên cạnh tôi Tôi không để em rời khỏi mình nửa bước đâu Cô gật đầu rụi đầu vào ngực anh như cũ Thế đè cô xuống giường Tiếp tục nôn ôn giang dở bầu không khí nhanh chóng hâm nóng Ba ngày sau Lão phu nhân cũng không mời ai Chỉ có cha con ông Hoan Và Ly và gia đình của mình Khi bữa tiệc bắt đầu Thế và Nguyệt mới đến Anh ăn cần đỡ cô xuống xe Bụng cô bây giờ cũng nhô lên một chút Người mặc váy suông trắng Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp Nhìn hai người cứ như bức tranh vẽ Ly lần đầu thấy cô Cô ta bình thường rất tự tin Nhưng bây giờ chỉ biết cắn chặt môi im lặng Bà nội à Cháu xin lỗi vì đến muộn Nguyệt bỗng nhiên bị đau bụng Nên cháu đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra Thế nói ánh mắt nhìn Nguyệt chăm chú dịu dàng Thực sự làm cho Ly ghen tị vô cùng Từ nhỏ tới lớn Cô ta chưa từng thấy anh nhìn ai ánh mắt như vậy Ly thầm nghĩ Bà nội cũng cảm thấy khó chịu gượng cười Thôi được rồi Bữa tiệc vừa bắt đầu thôi vào trong đi Thầy đỡ cô vào trong Lúc đi qua hạ cô ta nhìn chằm chằm bụng cô Anh cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi Rồi yên tâm ngồi sang bên cạnh Bà nội không ngờ Chỉ một thời gian ngắn Nguyện làm cho tâm tình của thế thay đổi Bà sợ sau này mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó Thì đúng là không cách nào chia cách nổi Mình nhìn màn đó cảm thấy trướng mắt Bà nội vừa mỉm cười lên tiếng khai tiệc Người hầu cũng bê thức ăn lên một đĩa súp nóng hồi đặt trước mặt cô Nguyệt ngửi mùi Các buồn nôn tự dạ dày cuộn lên Cô vội vàng bụng miệng nôn khan Em sao thế Anh quay sang hỏi vẻ mặt lo lắng thấy rõ Em buồn nôn quá Lòng mày cô cao chặt Thế bảo người hầu bưng bát súp đi Nấu cho cô bát cháo trắng Hạ nhị không được lên tiếng Ngày xưa em mang thai bảo bảo cô không ngén như vậy Nguyệt liếc nhìn cô ta Nói thế khác gì bảo cô giả vờ Thế lạnh mặt đáp trả Cô không bị như thế không có nghĩa người khác cũng giống như vậy Hạ tức khắc ngậm miệng Ta đặt dưới bàn siết chặt lấy nhau Lì quan sát bọn họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó Lúc cô ta thấy Nguyệt Còn tưởng Hạ và cô là trẻ em sinh đôi Người không muốn căng thẳng nên lên, lên tiếng Thế à em không sao Một chút nữa em ổn thôi Dù cô nói thế Anh bảo người hầu bê hết mấy món nhiều rổ mỡ Trừ kiến anh vì Nguyệt hao tổn tâm sức Cả Ly và Hạ đều đố kỵ khôn người mình thì cứ như người vô hình Bất cứ nơi nào xuất hiện thế Anh ta trở nên mở nhạt Người ấu bấy giờ bưng bát cháo trắng bốc khói nghi ngút Thấy xúc từng thìa thổi cho nguội Rồi đưa tới miệng cô Nguyệt ngựa ngùng nói Thôi em tự ăn được mà Nghe lời đi Anh nhìn cô ôn nhu Giọng nói lại nghiêm khắc Nguyệt ngoan ngoãn mở miệng và mặt lúng túng Ngược lại anh chẳng bận tâm xung quanh có ai Chỉ quan tâm chăm sóc cho cô Hạ nhị không được đứng bật dậy nói bà nội ạ à, cho xin phép vào nhà vệ sinh mình nhìn theo bóng dáng cô ta lát sau cũng đi theo hà mở nước ào ào ánh mắt nhìn đăm đăm tấm gương bỗng một giọng nói từ sau lưng khi cô ta giật mình như bọn họ thân mật em khó chịu à cô ta quay ngoắt lại phía sau thở mạnh xanh vào đây mình không đáp mà nói tiếp chúng ta lật bài ngử đi người em thích bao năm qua chỉ có tiêu thế thôi đúng không em từng thích anh chưa cô ta cảm giác ánh mắt của minh có gì đó rất khác nhưng cũng không giải thích được cô ta ngầm phủ nhận minh anh nói linh tinh gì thế khỏi môi anh nhấc lên thành nụ cười chế nhạo em biết tất cả rồi em không cần nói dối nữa bao năm qua anh cứ như một thằng ngốc đuổi theo cô ta hóa ra bị cô ta lừa hạ đi tới khoác tay anh làm nũng ông xã anh nói gì thế em yêu anh mà cô ta ngẩng đầu chớp mắt dù khuôn mặt giống như Nguyệt để nhìn anh ta, nhưng mình chẳng mãi mai động lòng. Anh lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi tay mình, không nói gì mà quay người đi mất. Hạ dưỡng sờ nghiến răng bực bội, mình quay trở về phòng ăn, vô tình chạm mặt thế và Nguyệt vừa mới đi ra. Anh coi như không nhìn thấy, đỡ cô lướt qua anh ta. Mình siết chặt tay thành nắm đấm, anh ta muốn giữ Nguyệt lại, nhưng lấy tư cách gì bây giờ? Cô lẽ quan sát sắc mặt anh, thấy thế vẫn bình thường không tỏ thái độ gì. Để trước cửa phòng vệ sinh Anh định theo cô vào Nhưng cũng bị Nguyệt chặn lại Nào em vào được rồi Ừ anh đứng bên ngoài chờ Cô không ngờ anh chăm sóc cô ngay trước mặt bọn họ như thế Trong lòng bỗng nhiên lan tràn hạnh phúc ngọt ngào như mật Nào ngờ giọng nói đố kỵ vang lên từ phía sau Nhìn cô có vẻ hạnh phúc nhỉ Cô giật mình quay đầu thế hạ ở đó từ bao giờ Nguyệt chẳng buồn quan tâm cô ta Rửa tay xong định đi ra ngoài thì hạ chặn lại Nguyệt cô muốn biết một bí mật không cô định dở trò gì nữa cô nhìn cô ta ánh mắt cảnh giác thế ở bên ngoài đấy cô đừng dại dột làm bậy hạ nhếch môi cười khẩy yên tâm đi tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện tôi không muốn nghe cô tránh ra đi nguyệt lách người qua cô ta định đi nhưng bị câu nói cô ta làm cho kinh ngạc đứa khựng lại cô thực không nhớ bối bối là con mình à cái gì cô quay đầu nhìn cô ta hai mắt mở lớn <laughs> Đúng là cô hoàn toàn quên rồi Để con mình mà có không nhớ Thôi thì tôi làm phước cho cô Bố bố chính là con của cô và thế Nhưng cô vừa đẻ nó ra tôi bắt nó đi Hơn nữa còn làm cô mất trí nhớ đấy Cô nói linh tinh gì thế Nguyệt không tin những gì cô ta nói Hạ bật cứ lô điện thoại Mở một đoạn băng ghi âm Giọng nói cô ta và Nguyệt cùng vang lên Nguyệt Đứa con này đáng lẽ không được sinh ra Nên từ giờ nó là con tôi Thế cũng là của tôi Cô đừng hòng cướp đi anh ấy Lưu hạn đừng mà Trả con cho tôi Trả lại con cho tôi Thanh âm của cô khi đó thê lương nước nở va xin cô ta Là nỗi đau khi vụt mắt Chính đứa con mình mang nặng đẻ đau Cả người cô run lên lẩy bẩy Đầu óc như có hàng vạn âm thanh kêu gào Không rõ đâu là thật đâu là hư ảo Đúng lúc này Thế thế lâu quá nên đi vào xem cô thế nào Hạ lập tức lướt qua anh đi mất Em sao thế khó chịu ở đâu à thấy thấy sắc mặt cô trắng bệch lập tức lo lắng từ đỡ cô mười ngón tay Nguyệt bám chặt cánh tang khớp xương nổi lên cơ thể run lẩy bẩy anh giữ chặt vai cô thành âm gấp gáp Nguyệt à trong lồng ngực cô phập phồng cô nói với anh thế à hạ hạ cô ta nói ý. cô bỗng im bặt anh không hiểu cô đang muốn nói gì cô ta nói gì cô mới sực nhớ ra bây giờ anh mất trí nhớ cô nói với anh thì ích gì đâu em em không sao em muốn về nhà. cô gạt tay khỏi vai mình đi nhanh ra khỏi đó. thế đuổi theo cô giữ lại. Nguyệt à, có chuyện gì em giấu anh đúng không? vừa nãy lưu hạ nói gì với em? không có gì, em chỉ buồn nôn thôi. cô cụp mi tránh ánh mắt anh. thế dường như hơi bực bội. có chuyện gì cô giấu không cho anh biết? chẳng nhẽ cô không tin tưởng anh? Nguyệt, em không tin anh à? không phải. cô phải nói thế nào đây? em muốn tới bệnh viện kiểm tra một chuyến. có kết quả em nói cho anh biết được không ạ? À? người chớp mắt nhìn anh cuối cùng anh cũng thỏa hiệp hai người quay trở lại phòng ăn bà nội dường như cũng chẳng vui vẻ gì bà nói bóng gió chỉ ngén một chút mà phải ở trong phòng vệ sinh lâu thế à cô cúi đầu cho xin lỗi ạ thế lên tiếng bà nội à cho có chút việc cho xin phép về trước hạ trận tròn mắt không tin nổi trước mặt cô ta anh dám hành động như vậy về mặt mình bình thản coi như không thấy gì còn hạ thì sắp không nhịn nổi cô đột nhiên đứng dậy cầm cốc nước hắt thẳng mặt nguyệt đột tiện nhân cô dám câu giận anh chồng của mình à hành động cô ta quá nhanh khiến ai cũng không kịp trở tay mình đứng dậy giận dữ trách mắng cô làm cái quái gì tới lưu hạ anh dám bênh nó nó là đồ hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác lưu hạ bù lu bù loa trước mặt tôi anh tình tứ với nó như thế sau lưng tôi hai người làm những gì đồ hồ ly tinh hôm nay tôi rạch nát mặt mày dứt lời cô ta cầm dao ăn trên bàn hướng tới nguyệt nhưng lập tức minh chặn lại đồ điên cô làm gì thế à mình vô cùng giận dữ để ngã cô ta xuống đất đứng trước mặt nguyệt anh bảo vệ cô hành động đó làm lưu hạ căm phẫn tới tột độ anh bảo vệ con hồ ly tinh đó à tôi cấm cô gì nhục cô ấy hạ đứng dậy hai mắt đỏ ngầu nhìn anh ta đủ lúc đó thanh âm của ông hoan vang lên đủ rồi có ra cái thể thống gì nếu để lão phu nhân nhìn thấy thì thế nào đây Mình hử lạnh lườm lườm nhìn hạ Cô ta cắn môi Cuối cùng quyết định ngồi xuống chỗ cũ Lúc này anh ta lấy khăn giấy lo mặt cho cô Người đoạt chiếc khăn giữ khoảng cách với anh ta Cảm ơn anh Mình siết chặt tay Thái độ khách sáo của cô làm anh tổn thương Nhưng miễn bảo vệ được cô anh vui rồi Nguyễn chậm rãi lau khô tóc Vừa đúng lúc thế và lão phu nhân trở ra nỗi kinh ngạc hiện lên trên mặt anh sau đó là sự phẫn nộ chuyện gì thế này không sao ạ em sơ ý làm đủ nước anh tất nhiên không tin lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ những người đó để chỗ lưu hạ cô ta giật thót mình đưa mắt sang chỗ khác thế xác định là cô ta anh lạnh mặt bước tới là cô đúng không người vội vàng kéo tay anh thế à không phải đâu anh hít sâu một hơi nghe xanh trên thái dương nổi cụm sau đó không nói không rằng dắt tay cô rời đi những người có mặt ở đó Chỉ cần anh vắng mặt một chút Muốn gây khó dễ cho cô Anh sai khi đưa cô tới đây Lên xe cô nhìn sắc mặt anh Chủ động xoa dịu Em không sao thật mà Là em sơ ý thật đấy Anh khởi động xe sắc mặt xám dịt Vài giây sau anh lên tiếng Xin lỗi là do anh Rõ ràng không để em chịu uất ức Vậy mà Nguyễn dứt khoát xua tay Không phải thế Không phải lỗi của anh mà Anh đừng có nói như vậy anh cho xe dừng bên vệ đường Đùa ngủ quay sang hôn cô Nụ hôn kéo dài chừng một phút Câu thở hổn hển đỏ mặt nhìn anh Thế vuốt ve bờ môi cô nói Đồ ngốc, em là vợ tôi Sao phải chịu ấm ức như thế Nguyệt giữ người Sau đó khoái mắt rưng rưng Cô tưởng mình nghe lầm nhanh lần nữa khẳng định Nguyệt, em là vợ của tiêu thế Ai bắt nạt em chỉ cần nói tôi biết Tôi sẽ trừng trị người ta Trái tim cô như bị bóp nghẹt Cô trồm qua người ôm cổ anh Cảm thấy xúc động khôn nguôi Thế khẽ cười ôn nhu bao bọc cô trong vòng tay Anh xác định cả đời Không muốn buông tay người phụ nữ này Nguyệt chờ kết quả Tới mức hai lòng bàn tay toát mồ hôi Nếu thực sự bối bối là con trai cô và anh Cô đã quên đi con mình bao năm qua ư Thằng bé gầy gò như vậy Suốt những năm đó Hạ đối xử thậm tệ với nó thế nào Nguyệt đi sâu một hơi Nếu vậy nhất định cô không bỏ qua cho cô ta Thời khắc ấy cuối cùng tới Bác sĩ Triệu cầm kết quả Về mặt ông ta kinh ngạc hơn lần trước Bố bối là con của thiếu phu nhân và thiếu gia Ông khẳng định chắc chắn Đầu cô như tiếng nổ ẩm Nguyệt loạn choạng bám vào cánh tay anh Bố bối là con cô Cô thực là người mẹ tuổi, Tại sao cô đi con mình được Thế nhíu chặt lông mày Suy nghĩ trở nên hỗn loạn Anh cố gắng vắt óc nhớ ra Nhưng cơn đau đầu dữ dội hành hạ anh Ngăn cản anh không được nhớ lại Bố bối Em muốn gặp thằng bé Em muốn gặp thằng bé Người bố chặt cánh tay anh Ánh mắt ban xin nhìn anh Thế nhìn qua bác sĩ Triệu Ông dẫn hai người tới gặp thằng bé Từ hôm cô hiến máu cho bối bối Sức khỏe cu cậu hồi phục rất tốt Nhưng chẳng có ai chăm sóc Giống như bị lãng quên Nhưng bối bối rất tự giác Rất ngoan không khóc chút nào Một khi bác sĩ Triệu đến kiểm tra cho cậu bé bố bố nhỏ giọng cảm ơn ông sự hiểu chuyện ánh mắt lặng lẽ của một đứa trẻ Khiến ông xót xa vô cùng Bối bối Lục Nguyệt bước vào phòng Thấy cậu bé tự gấp chăn trên giường gọn gàng Ánh mắt nhìn bọn họ lặng lẽ y mắng Sắc mà không vui cũng chẳng buồn Cô kìm không được ôm chầm lấy con Nước mắt thoáng chốc rơi xuống Bố bối à Là lỗi của mẹ Mẹ xin lỗi con Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi Ôm cậu trong tay thực gầy Đáng lẽ cậu phải được vui vẻ chơi đùa Như bao đứa trẻ khác mới phải Người vuốt ve mặt con Cậu nhìn cô đôi mắt to tròn đen thẫm Hoàn toàn mất đi nét hồn nhiên gây thơ vốn có Chỉ còn sự lặng lẽ trống trải Bố bối à Là mẹ đây Cuộc xót xa Trái tim nha đó bóp nghẹt Bố bối không lên tiếng không phản kháng Cậu tự như cây xác không hồn Nguyệt ôm chặt cậu không buông Bế cậu ra khỏi phòng muốn đưa về nhà Bác sĩ chịu ngăn cô Thiếu phu nhân à Cô muốn đưa bố bối đi đâu Tôi phải đưa thằng bé về nhà Ông thoáng chốc khó xử Bố bối nghe đến đây đồ ngủ có phản ứng Cậu rãi khỏi hai tay cô nhảy xuống Rồi chạy biến nấp sau tấm rèm Bố bối con sao thế Mẹ là mẹ con đây Nguyệt lại gần cậu càng cố gắng tránh đi Thầy bỗng nắm tay cô kéo lại Nguyệt à em bình tĩnh đi Thằng bé chưa thể thích ứng được em đừng làm nó sợ Cô buồn bã Muốn lại gần con mà không được Cô phải làm sao đây Tay nhỏ nắm vạt áo anh như cậu dơm cứu mạng. Thế Bố bối là con trai chúng ta Có thể anh không tin em nhưng đó là sự thực Em xin anh giúp em đưa bối bối về được không Em không muốn để con ở đây Nhờ đâu lưu hạ làm hại con Thế cao mày Thì ra chuyện ban nãy ở nhà vệ sinh là chuyện này Sao chuyện này liên quan lưu hạ Chuyện dài lắm Em giải thích cho anh sau được không Người khẩn cầu anh Thế nhìn bối bối lên tiếng Thằng bé dường như không muốn theo chúng ta Nếu cứ ép thì Thế đặt tay lên vai cô Tôi không nghĩ đây là cách tốt nhất Để tôi sai người để ý bối bối Tạm thời em đừng ép nó Nhưng người không muốn vậy Cảm giác con trai ngay trước mắt Mà cô bất lực thực sự rất đau lòng Anh nhắc nhở cô Em mang thai được quá xúc động chứ Người gạt nước mắt Hốc mắt đỏ hoe Anh để cô có khoảng thời gian bình tĩnh lại Thế và bác sĩ triệu đi ra ngoài Để cô vào bối bối trong phòng Như nhớ ra chuyện gì Anh gọi cho thư ký Kim anh bảo anh ta tới bệnh viện ngay lập tức Thư ký Kim hoảng sợ Tưởng anh bị làm sao Bộ vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ngay tới 15 phút sau thư ký Kim có mặt Tổng giám đốc Anh ta theo thói quen gọi thế là tổng giám đốc Mặc dù bây giờ Minh mới là người giữ chức vụ Thế không vòng vo nhiều và thẳng vấn đề Thư ký Kim Cậu là người theo tôi lâu nhất Là người tôi tin tưởng nhất từ trước đến nay Cậu không được giấu tôi bất cứ chuyện gì Cậu hiểu chứ Vâng anh ta nuốt nước bọt trả lời Tôi hỏi cậu một chuyện Cậu nói cho tôi biết những gì tôi quên Phải nói hết tất cả không được giấu cái gì Ánh mắt anh xoay sâu anh ta Sống lưng thư ký Kim tức khắc đổ mồ hôi lạnh đầm đìa Anh ta thuật lại toàn bộ mọi chuyện Không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì Thế nghe xong Sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ Thư ký Kim đứng một bên Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi Hóa ra Nguyệt Tích thì là vợ anh Còn là người anh yêu nhất Thế thầm oán trách bản thân Sao lại quên đi cô Giữa hai người trải qua bao khó khăn đến vậy Thế mà anh lãng quên cô Anh đúng là người tồi tệ Tổ giám đốc Dù sao đó là tai nạn Cho nên anh đừng tự trách mình Anh không lên tiếng Mọi chuyện xảy ra rồi Chỉ bằng sau này bù đắp cho cô thật tốt Thế quay trở vào phòng Thế Nguyệt ngồi trên giường Vươn tay muốn chạm vào cậu bé Nhưng bố bối lại tránh đi dáng vẻ đó của cô anh lại thấy đau lòng khôn nguôi anh đi tới ôm vai cô đặt cằm lên đỉnh đầu cô nguyệt à anh tin dần dần bố bố sẽ nhận ra ở nơi khác bầu không khí căng thẳng bao trùm ngôi nhà mình vừa về đi thẳng lên phòng lưu hạ hàm hàm đi theo anh ta cô ném thẳng túi sách vào lưng anh ta hét lên tiếu nhất minh anh quay lại ánh mắt đầy lạnh lùng cái gì lưu hạ giận dữ to tiếng thái độ quanh là sao anh yêu con nhỏ đó đủ không không ngờ Minh thừa nhận Đúng vậy đấy Anh nói gì Tôi nói tôi yêu Lâm Nguyệt đấy Anh ngồi phịch xuống ghế Bình thản châm thuốc Lưu Hạ ngỡ ngàng Cô không tin những gì mình nghe thấy Người đàn ông luôn đeo bám cô ta như một con chó Nay lại yêu người phụ nữ khác Hơn nữa lại còn là Lâm Nguyệt Lâm Nguyệt Lúc nào cũng là Lâm Nguyệt Tại sao không phải là cô ta chứ Hai mắt hạ đỏ ngầu Cô ta đi tới giật điếu thuốc trên môi anh Rồi sau đó ném thẳng xuống đất Mình đen mặt Anh ta đột ngột đứng dậy đi tới bà làm việc Lấy ra một tờ giấy bên trong Sau đó ném thẳng xuống mặt cô ta Lưu Hạ à, Chúng ta ly hôn đi Cái gì Tôi nói chúng ta ly hôn Tôi không muốn sống với cô nữa Cô ta cầm tờ giấy Như phát điên xé nát rồi gào vào mặt anh Tôi không bao giờ ly hôn Anh muốn ly hôn với tôi để đến với con nhỏ kia à? vô ích thôi cô ta đã mang thai con của thế anh nghĩ mình so được với anh ta ư ừ. mình cười lạnh được thôi cô không muốn thì cũng được tôi có thể đơn phương ly hôn với cô anh đỗ khốn ngón tay cô ta run rẩy chỉ vào mặt anh nhật mình cười một tiếng nói anh tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác đừng tưởng tôi không biết cô giấu tôi làm những gì cô nghĩ tôi không biết bảo không phải con tôi à trên bàn là giấy giám định ADN của anh ta Và bảo Lưu Hạ tròn mắt hai chân run rẩy Sai biết chuyện này Từ bao giờ Nhật mình không trả lời câu hỏi của cô ta Anh lạnh lùng nói Dù gì bảo cũng do tôi nuôi dưỡng mấy năm qua Tôi coi nó là con ruột Còn cô một cách cũng đừng học mơ tới Buổi tối người quận mình trong ngực anh Thi thoảng cô khai run lên khai khẽ Gọi tên bồi bối Mỗi lần như vậy anh đều dịu dàng vỗ lưng cô một cách dịu dàng Dưới ánh trăng sáng Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm Khoảnh khắc này anh cảm thấy bình yên hạnh phúc Người không biết mơ thấy cái gì bẫu khóc nức nở Lại còn hét lên một tiếng đừng mà người à Cô mở mắt mồ hôi tuôn lạnh ướt sống lưng Thế vuốt ve vườn trán ướt đẫm của cô Em mơ thấy gì thế Cô không nói không rằng đẩy anh Rồi nhảy xuống giường chạy tới phòng bệnh của bối bối Anh vừa cầm dép vừa đuổi theo cô Nhìn thấy cô đứng trước giường bối bối Nhìn cậu chăm chăm Anh lúc này thở vào nhị nhõm Em à đi dép vào kẹo lạnh Anh cúi xuống nâng chân cô sỏ dép vào Người ngồi bắt động vẫn không lên tiếng Bố bối đang ngủ Em đừng làm thằng bé thức giấc Mình đi về phòng tụi em Anh đặt tay lên vai cô thanh âm nhẹ nhàng Người lúc này có chút phản ứng Nhìn bố bối thêm lần nữa rồi cùng anh quay trở về phòng Thế à Cô dụi mặt và hõm cổ anh Anh nhìn cô dịu dàng vuốt tóc Sao với em Em yêu anh Của Lý Nhí bày tỏ Em có biết em nói thế sức sát thương lớn cỡ nào không Ngón tay anh khẽ xoa đôi môi cô Hơi thở ấm nóng của anh kề sát Dần dần xâm chiếm hết tư vị ngọt ngào Người vòng tay ôm cổ anh Bật ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn Càng thêm kích thích anh Sáng hôm sau người vừa tỉnh dậy không thấy anh đâu Cô hốt hoảng đánh mắt xung quanh tìm kiếm Rồi gọi tên anh Nhưng cũng không ai trả lời Xung quanh nghề nắng tới nỗi cô nghe cả tiếng thở của mình Như linh cảm không lành Cô xuống giường xào xép Bộ vàng chạy ra bên ngoài Tới cửa phòng bệnh bối bối người thấy thế cùng bác sĩ và mấy người đàn ông khác đứng đó Thế à? Chuyện gì thế anh? Không có gì đâu, em về phòng đi Nhưng cô nhất quyết không chịu Cô xông vào phòng không hề thấy con đâu bố bối đâu anh? Cô nắm chặt vạt áo ánh mắt hoảng loạn Nguyệt à, em phải bình tĩnh Bình tĩnh á Nghe anh, anh nhất định tìm được con Anh hứa với em đấy Thế siết chặt bàn tay cô Nguyệt thực không hiểu sao anh nói vậy Anh nói thế là sao? Bố bối đâu? Thằng bé đâu anh? Cô kích động thực sự Không giữ nổi bình tĩnh Em phải đi tìm thằng bé Dứt lời cô lao ra khỏi cửa Anh hoảng hốt đuổi theo ông chặt cô Nguyệt vùng vẫy thê lương nói Buông em ra, em phải tìm con Anh nói dối, anh nói anh bảo vệ con cơ mà Những lời nói đó như dao găm Từng nhát đâm thẳng tim anh Thầy đứng im cho cô đánh Anh kiên quyết không buông tay cô Thả em ra em phải đi tìm thằng bé về Cô kích động cắn mạnh bà vai anh Vị máu dần lan tỏa trong miệng Hai cánh tay như gọng kìm siết chặt eo cô Người vừa khóc vừa đánh vừa mắng Cuối cùng đuối sức mà không lay chuyển được gì Chỉ còn tiếng nức nở của nước mắt Nguyệt à Bố bố bị bắt đi anh cũng đau lòng Em đừng như thế Anh hứa sẽ đem thằng bé về Không Em không tin anh nữa là ai chứ? Có phải Lưu Hạ không? Có phải cô ta không? Cô níu cổ áo anh lay mạnh Anh gật đầu Cô ta giả làm y tá bắt bối bối đi Trái tim cô như ai đó xé ra ngàn mảnh Lưu Hạ Cô ta hại cô như thế chưa đủ ư Giờ còn bắt cóc bối bối của cô Em phải liều chết với cô ta Nguyệt à, em đừng kích động Anh cho người đi tìm rồi Nếu cô ta dám làm gì bối bối Anh sẽ giết chết cô ta Nguyệt không kiên nhẫn đợi được Giờ phút này chỉ lo lắng cho con Chỉ muốn gặp con thôi Đúng lúc đó điện thoại thế vang lên Thế à em nhớ anh Để đây với em được chứ Là giọng lưu hạ Thành âm anh tràn ngập sự lạnh lùng Cô đưa bố bố đi đâu Cô ta bật cười Anh hỏi nó Yên tâm đi nó vẫn còn sống Nếu anh chịu đến đây gặp em Em suy nghĩ xem nên để nó tiếp tục sống không Thì nghĩ rằng Gần trên chán cũng nổi cụ Cô đừng làm vậy Nếu không tôi giết chết cô đấy <laughs> chết á Em sớm chết từ lâu Bắt đầu từ cái ngày anh yêu Nguyệt Em đã chết thật rồi Em chẳng còn gì để mất Chi bằng cùng thằng nhóc chết đi cũng được Anh thấy thế nào Tôi cấm cô không được làm hại thằng bé Hạ nhếch môi Một lát sau cô ta nói tiếp Em đang ở căn nhà năm xưa Chúng ta gặp nhau ấy Anh đến đây đi Nếu anh không đến đừng trách em không báo trước Dứt lời cô ta ngắt máy Nguyệt Hoàng hốt hỏi Lưu Hạ, Cô ta nói gì với anh Cô ta nói Ở căn nhà năm xưa anh với cô ta gặp nhau Ở đâu ạ à? Từ đây lên đỉnh núi đó đi tàu Mất hai tiếng đồng hồ Đi ô tô khoảng hơn một tiếng Mà một tiếng Nguyệt không thể đợi được Nên anh quyết định sử dụng trực thăng bay đến đó Mỗi giây phút trôi qua Nguyệt như ngồi trên đống lửa Cô biết trực thăng là nhanh nhất Nhưng trái tim này không thể đợi thêm chỉ cần nghĩ tới lưu hạ bác cóc con của mình Đe dọa tới tính mạng thằng bé Trong lòng cô sụp sôi Ngọn núi dần xuất hiện trước tầm mắt Nguyệt Cô không hề xa lạ với nơi này Vì đây là chỗ cô sống suốt bao năm qua Thế chọn một chỗ bằng phẳng Rồi đậu trực thăng Hai người nhanh chóng men theo đường núi gồ ghề Tới căn nhà đó Bao năm trôi qua Căn nhà không có người ở trở nên mục nát Đóng bụi từng mảng Khẩu khí bên trong ẩm nấp Bốc mùi khó chịu Nguyệt chạy ngay vào căn nhà gỗ, nhìn bồi bối bị trói ở bên cạnh chân Hạ. Cô ta ngồi trên kệ ghế gỗ, vuốt ve một tấm ảnh. Cô la lên, bồi bối à? Hạ đột nhiên hét lên, gật chiếc bật lửa trong tay. Đứng lại, nếu không tôi thiêu cháy ngôi nhà này. Thấy Nguyệt đứng khựng, sắc mặt tái nhợt, Lưu Hạ hả hê vô cùng. Thấy đứng sau lưng cô, người mùi xăng nồng nặng, biết là cô ta không nói đùa. Lưu Hạ, cô đừng làm vậy, mau thả bồi bối ra đi. Nghe anh nói cô ta bật cười Đến nước này rồi Anh nghĩ em sợ gì nữa Chỉ bằng tất cả chúng ta cùng chết Như thế em sẽ được ở cùng anh Cô ta nở nụ cười méo mó như điên Nguyệt lúc này la lớn Cô điên rồi Cô thả con tôi ra Lưu Hạ nhìn cô chăm chăm Được cô đến đây đi Thế như có linh cảm anh giữ chặt tay cô Không cho cô lại gần cô ta Người gạt tay khỏi tay mình Trong đầu chỉ có sự an toàn của con trai Hạ thấy cảnh hai người tay trong tay Hai mắt cô ta đỏ ngầu Cô ta vứt chiếc bật lửa xuống sàn gỗ Lửa men theo sang bùng lên Giống như con quái vật há mồm nuốt trọn Nguyễn Hoàng loạn lao tới chỗ con Cô không mà ngọn lửa bén vào quần áo mình Còn thế lao lên bảo vệ cho cô Cô không quan tâm tính mạng Xen lẫn tiếng lửa cháy Tiếng cười man dợ của Hạ Lửa càng lúc càng cháy to Bén vào trần nhà bằng gỗ Làm thanh chắn rung lắc dữ dội Vụ gỗ rơi xuống là tả Đại kiến chặt răng đẩy người sang một bên Đồng thời la lên Thư ký kim đưa gối ra ngoài Không bối bối à Của điền cuồng vùng vẫy như thoát khỏi cánh tay của thư ký kim Hơi nóng của khói thi nhau bao trùm căn nhà Thế cởi áo sơ mi che chắn cho bối bối Còn mình cố hết sức cởi dây chói Tiếng cười hạ không còn Thay vào đó là tiếng rên rỉ Tiếng kêu la thê lương khi bị lửa nuốt chửng. Thế cởi được dây tay gỗ trên trần rơi xuống Anh dùng thân mình che chắn cho bối bối căn nhà mất đi trục đỡ lập tức kêu lên từng tiếng răng rác rồi đổ ập nguyệt thấy cảnh tượng này cô kích động la lớn rồi ngất xỉu cô bật dậy trong cơn mơ mồ hôi toát ra nhễ nhại ướt đầm cả lưng cô nhìn xung quanh thấy mình đang ở viện bố bối à tiểu thế thư kỷ kim thấy cô tỉnh lại lập tức hỏi hàn Tiểu phu nhân cô không sao chứ thế đâu rồi anh ấy đâu bố bối đâu rồi Tiểu phu nhân à Tổng giám đốc Anh ta hấp úng về mặt đau khổ không nói thành lời Trái tim cô như ai bóp nghẹn Anh mau nói đi Anh ấy đâu Thiếu vô nhân Mong cô bình tĩnh Tổng giám đốc không sao ạ Thư ký Kim không nỡ dọa cô Nguyễn ngơ ngác tung lên cổ áo anh ta Anh ấy ở đâu Còn bối bối nữa Tổng giám đốc ở phòng bệnh bên cạnh Chỉ bị xây sát Cũng không ảnh hưởng tính mạng Tình trạng bối bối cũng không sao Anh ta vừa dứt lời Người không đi dép đã nhảy xuống giường Cô rút phát kim truyền nước trên tay Người đẩy cửa phòng bệnh Bác gặp bà nội của bác sĩ Triệu Và Minh cũng có mặt trong phòng Anh đang ngồi trên giường Bác sĩ Triệu bôi thuốc lên lưng Lưng anh vì bảo vệ cho bối bối bị bỏng Trên đầu cũng quấn băng trắng Người rơi nước mắt Không màng bất cứ ai chạy áo tự ôm anh Thế à Anh nhìn cô tha thiết dịu dàng xoa đầu cô Không sao rồi bảo bối Nghe giọng anh đặc biệt dịu dàng Cô như có linh cảm Anh, anh nhớ lại rồi à anh vút ve gò má cô gật đầu khẳng định ừ um, anh nhớ ra rồi bảo bối à xin lỗi em trong lúc thanh gỗ rơi xuống trúng người đầu anh bị chấn động mà nhớ lại người khóc nức nở ôm chặt thắt lưng anh may mắn không sao nếu anh có mệnh hệ gì em làm sao sống được thầy đáp lại cô bằng đũa hôn nhỏ vụn rơi xuống mặt môi anh xúc động không kém trải qua sinh tử tình cảm hai người càng thêm gắn kết một tuần sau trên TV là giọng nói đều đều của biên tập viên Hôm nay cổ phiếu công ty Lâm Thị liên tục sụt giảm Các cổ đông lần lượt rút vốn ra khỏi Lâm Thị Lâm Trần Xuyên, chủ tịch công ty mất tích Hiện ông ta bị cảnh sát truy nã vì tội danh trốn thuế Thế thuận tiện chuyển kênh hoạt hình Còn đút miếng dưa hấu cho cô Nguyên há miệng ăn ngon lành, thản nhiên nhà hạt vật tay anh Anh thơm lên má phấn của cô rồi nói Hôm nay trời đẹp quá, vừa vặn cho Lâm Thị phá sản Cô tựa vào ngực anh đưa tay xoa xoa bụng Lâm Thị trước đây do ông ngoại gây dựng Cho tới khi ông Xuyên hãm hại gia đình em Và nắm quyền kiểm soát Nếu em muốn Anh mua lại cổ phần của Lâm Thị dưới tên em Đổi tên là Lý Thị Anh mỉm cười giúp cô lau đi về xưa hấu dính trên khóe môi Sau chuyện hạ chết Mình đột nhiên ra nước ngoài Mặc cho bà nội can ngăn Anh ta chẳng nói gì nhiều Nhưng lại trước tổng giám đốc cho thế rồi đi mất Bà nội cũng biết không chia cắt được hai người bọn họ Nên dần chấp nhận Thế à, em có chuyện này muốn nói Thực ra ba ngày trước Mình gọi điện cho em Anh ta nói muốn gặp em Thế hít sâu một hơi Nhưng mà em không đồng ý Anh ta chỉ nói Nói gì Anh ta nói Nếu người em gặp là anh ta trước Em nhất định yêu anh ta Thế cau chặt lông mày xếp chặt eo cô Đừng có mơ mơ Cô cười tủm tìm nhỏ má anh Anh đang ghen đúng không Ai mà thèm ghen kể cả em gặp anh ta bao nhiêu lần, người em yêu chỉ có mình anh thôi. Người thấy anh nở nụ cười một cách tự tin thì chỉ biết cười. đúng rồi thế à? hôm nay ông ngoại xuất viện đấy. Ừ, anh đưa em đi. Cô gật đầu. Lúc hai người đến nơi, ông huynh vừa cạo râu xong, ông thay bộ quần áo bệnh nhân ra, mặc áo sơ mi và quần âu. Người nhìn dáng vẻ giống như được nhìn thấy ông huynh của một thời hô mưa gọi gió ở thương trường năm xưa. Ông ngoại, cô chạy vào vòng tay ông. Thế cẩn thận từng ly từng tí Chỉ sợ cô vấp ngã Cháu đang mang thai đấy, cẩn thận đi Không sao ạ, à, cháu muốn đưa ông đến một nơi Cô ra vẻ thần bí Ở trên xe, ông liên tục nhìn ra bên ngoài Để khi ô tô dừng lại trước cửa lâm ra Ông mới ngạc nhiên Ngôi nhà bị ngân hàng thu giữ Nhưng thế chuộc nó Nên bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Ông chậm rãi bước xuống Đặt cánh tay lên cánh cửa Hai mắt ông đỏ hoe Dường như ký ức năm xưa hiện lên trong đầu khi mà con gái của ông còn sống nguyệt kìm không được xúc động cô cùng ông đi vào bên trong ngôi nhà nếu mẹ cháu còn sống nhất định vui lắm đấy ông đột nhiên nói tất cả mọi tội lỗi ba người xuyên hà và túy gây ra giờ đây bọn họ bị trừng trị thích đáng hà bị bắt vì tội danh bao che cho ông xuyên mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch của thế nguyệt cùng ông huynh tới thăm mộ mẹ cô đứng trước miêu mộ cô kìm không nổ nước mắt thể đỡ lấy cô nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi tối đó nguyệt cùng anh về vừa bật đèn lên cô ngỡ ngàng bên trong phòng ngập tràn hoa hồng hương thơm nồng nàn và cả ánh nến lãng mạn thế đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt cô lấy trong túi áo chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với điểm nhẫn viên kim cương hình trái tim thế đây là cô ngạc nhiên xúc động nhìn anh bảo bối à lấy anh nhé thế mỉm cười dịu dàng nhìn cô Đôi mắt anh sáng lấp lánh, Nguyệt ngẩn người rơi lát chậm chậm đưa tay mình gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Anh vui mừng lồng chiếc nhẫn và ngón tay cho cô, dù ông cô thực chặt trong lòng, mãi mãi không buông tay. Hôn lễ của Thế và Nguyệt được tổ chức ba ngày sau đó. Hôn lễ gấp rút như vậy vì anh sợ bụng cô to lên, đám cưới phải rời sang ngày khác. Vì thế anh bắt thư ký kim bằng mọi giá chuẩn bị hôn lễ trong vòng ba ngày. Lúc Ly nhận được thiệp cưới, sắc mà cô ta xám xịt cô ta vò nát tấm thiệp trong tay ông hoan nhìn thấy thì bảo không cam tâm à ba không cam tâm thì làm gì được đây có cảm thấy bây giờ chẳng còn gì chia cắt được bọn họ thế không yêu con lần trước anh bị bỏ thuốc mà không bị cô ta quyến rũ bây giờ cô ta có thể làm gì nếu con muốn ba vì co khiến con nhỏ đã xảy thai lê biết ông ta yêu thương mình ông hoan nói thì sẽ làm nhưng cô ta không muốn thế khinh rẻ mình Ba, không cần đâu ạ, à, cô không muốn. Cô ta quyết định buông tay. Không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp với hoa hồng, âm nhạc vang lên du dương. Sơ khấu phủ một màu trắng tinh khiết, dù quanh khách hứa đông đúc, tiếng cười nói vang vọng trong lễ đường. Người ngồi trong phòng chờ, trong lòng hồi hộp không thôi. Cô đưa tay vỗ ngực mình mấy cái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới, khác với lần trước. Cô biết lần này mình không cô đơn Vì anh đang ở bên ngoài chờ cô Theo thông lệ Chú rể chờ bên ngoài cho tới giờ làm lễ Nhưng thế đột nhiên xuất hiện sau lưng cô Anh ôm cô từ phía sau người giật mình quay đầu Phút chốc hai gương mặt kề sát Hơi thở bạc hà từ anh khẽ lướt qua viền môi cô Ánh mắt anh chăm chú Dịu dàng nhìn cô rồi hơi tối dần lại Bà bối à em đẹp thật đấy Anh hôn vào cổ cô Hôm nay cô trang điểm xinh đẹp thế này mặc chiếc váy cưới đến kim cương dài gần 2 mét do chính tay nhiều thợ thiết kế bên Pháp làm. Tà váy xoài bồng trải dài xuống sàn như công chúa, bên trên áo cúc ngực tay bồng trễ vai, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ. Xanh vào được đây thế? Anh chú vào đây đấy. Anh nháy mắt cười, bình thường rất điển trai, hôm nay càng trở nên cuốn hút vô cùng. Áo à, sơ mi trắng vô cùng quần tây kết hợp vest đuôi tôm, nhìn vô cùng lịch lãm cuốn hút. Trái tim cô đập mạnh, anh nắm tay cô mới biết bàn tay anh cũng đang đủ mồ hôi anh hồi hộp đấy à làm gì có anh phản bác nhưng chân anh hơi run như tố cáo lời nói của anh là nói dối đừng được, được là tổng giám đốc tập đoàn thế mà hồi hộp như thế này á nguyệt nhịn cười không bóc mẹ anh nữa anh đột nhiên nhịn không được hôn môi cô cô khẽ đẩy anh soi môi của cô dế lên viền môi anh nguyệt lấy khăn giấy tỉ mỉ lau Bảo bối này anh hạnh phúc quá ừ em cũng thế Ông Huỳnh dắt tay cô vào lễ đường Một bước chân cô đi giả đầy hoa Thế đứng không xa đợi cô Về mặt kích động xúc động không nói nên lời Ông Huỳnh đặt tay cô vào tay anh Thế lập tức giết chặt bàn tay Cha xứ đứng trước mặt hai người dõng dạc tuyên bố lời thề Người nhìn mắt anh nói Cho dù khỏe mạnh hay đau ốm Giàu sang hay bần hàn Em mãi bên cạnh anh Thế nhìn cô nhắc lại từng lời y hệt Sau đó bối bối lon ton chạy tới đưa nhẫn cưới cho hai người Trao nhẫn xong Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt Thế giết chặt eo cô Trao cho cô nụ hôn nồng nàn Hạnh phúc bây giờ thực sự bắt đầu Mấy tháng sau Bụng nguyệt to lên cho nên việc đi lại khó khăn Đã thế bác sĩ Triệu thông báo tin mừng Khiến cho bà lão vui mừng khôn xiết Chúc mừng lão phu nhân thiếu gia Thiếu phu nhân mang song thai Một trai một gái Một trai một gái á Bà lão kinh ngạc Sau đó chắp tay cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ Trái ngược với sự vui mừng của bà Sắc mặt thế trầm xuống Tối đó lúc anh bóp chân cho cô Cô lên tiếng hỏi Anh không vui vì mang thai đôi à Không chỉ là Chỉ là sao Chỉ là anh lo cho em ấy Nhỏ máu của cô nhỏ máu hiếm Bác sĩ chịu nói với anh Khung xương chậu của cô nhỏ hơn người bình thường Cho nên có thể sinh khó Người mỉm cười ôm anh Không sao đâu em làm được mà Con chúng ta nhất định ra đời bình an mặc dù cô nói thế nhưng anh không hết lo được. để gần thời gian sinh nở, anh không đến công ty làm việc mà đem công việc về nhà, tiện cho việc ở nhà chăm sóc cô. người gần đây cũng hay buồn ngủ và ngủ nhiều hơn trước. ngồi nói chuyện với anh một lát, cô ngáp ngắn ngáp dài. cô tìm tư thế thoải mái trong lồng ngực anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. không được bao lâu, cơn đau bụng trào lên dữ dội khi cô bật tỉnh. anh đang đọc sách thấy cô cựa quậy cúi đầu nhìn xuống, bảo bối em sao thế? Anh thấy cô đổ mồ hôi Sắc mặt tái nhợt thì lo lắng lắm Ông ra, em đau bụng quá Người khó khăn nói vài từ Thế hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ Triệu và bà nội Sau đó cầm túi lớn túi nhỏ Ôm cô đi thẳng tới bệnh viện Ngày dự sinh có đến một tuần cơ mà Anh không biết nguyên nhân là gì nữa ruột ruột đứng bên cạnh nắm tay cô Nhìn cô đau đớn tái nhợt Trái tim anh cũng đau đớn theo Bà bối à cố lên em Anh chỉ biết nói đi nói lại câu đó đầu óc giờ đây trống rỗng ước gì anh gánh chịu được nỗi đau thay cho cô cả nguyệt cơn đau làm cô không tỉnh táo Từ duy nhất tiêm thêm sức mạnh là bàn tay anh siết chặt tay mình bác sĩ triệu thấy đầu đứa bé đã ra ông vui mừng la lớn thiếu phu nhân cố lên dặn đi đầu của đứa bé xuất hiện rồi người cắn chặt môi đến mức bật máu cô lấy hết sức để dặn sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng tiếng khóc hai đứa bé vang lên thế giới nước mắt hô lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô nguyệt nhìn con bồi hồi xúc động bảo bối à em vất vả rồi anh đã nghĩ ra tên con sẽ đặt tên con là bội sam nghĩa là bảo bối quý giá có con trai là thiệu huy ánh sáng rực rỡ tiếp nối tình yêu chúng ta nguyệt rơi nước mắt gật đầu bảo bối anh yêu em và một ngày đẹp trời anh gạt hết công việc sang một bên đưa cả gia đình đi chơi nguyệt vừa mới ở cữ Nhìn công việc làm mẹ khiến cô rất mệt bởi vì buổi đêm sam hay thức giấc cúi khóc Thế phụ cô bé con, nhưng cũng không ăn thua gì vì con bé khóc rất nhiều. Bác sĩ Triệu mới đây bảo tình trạng bình thường nên không có gì phải lo. Người bị chăm con, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Vừa sinh xong một thời gian, cô gầy sọp đi như cũ. Thời gian này anh thường xuyên mang công việc về nhà làm. Thấy cô ngày ngày mất ngủ vì con, thế xót xa. Vậy nên anh muốn đưa cô đi du lịch cho khuây khỏa. Người ngồi trên máy bay riêng của tiêu gia, ánh mắt thi thoảng đảo qua sam chỉ lo cho bé thức giấc thế ôm cô nhẹ giọng nói bảo bối này em yên tâm sao đang ngủ say có không tỉnh đâu nhưng em lo quá bảo bối thực ra nghĩ chúng ta nên thuê bảo mẫu chăm sóc sam và huy nghe đến đây nguyệt lên tiếng phản đối không được em không an tâm bảo bối anh sẽ lựa chọn thật kỹ càng em không tin anh à anh thuyết phục cô thực sự thấy cô vất vả anh rất đau lòng nhưng nguyệt thực sự không cảm thấy an tâm cô không tin bảo mẫu đối xử tốt với con mình dù anh đích thân lựa chọn Thì cũng không thể bằng cô Người mẹ rút ruột đẻ ra đứa bé Em không sao đâu, thật đấy Không cần đâu mà anh Anh không bỏ qua, tiếp tục thuyết phục Chúng ta cứ thử xem, nếu không được thì thôi Trước lời của anh, Lâm Nguyệt cuối cùng đồng ý Cô đưa mắt nhìn bối bối Đang ngồi ghế đối diện bên cạnh Cậu bé đang đọc sách Tự nhiên không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người Từ lúc cứu cậu khỏi đám cháy Bố bối dường như mở lòng với cô một chút Nhưng vẫn có gì xa cách cô hỏi thằng bé trả lời hàng ngày chăm chỉ học tập không nói gì nhiều Nguyễn nhiều lúc tìm cách trò chuyện với con nhưng bố bố chỉ quan tâm sách vở bằng tuổi này những đứa trẻ khác chơi ngoài sân còn cậu chỉ ở nhà đọc sách cô trò chuyện với thế bảo anh quan tâm tới bố bố nhiều hơn nhưng so với cô cậu bé xa cách với anh hơn hôm nay cả gia đình cùng đi chơi người chắc chắn tìm cách gần gũi với bố bố thế đưa bọn họ tới hòn đảo bali nơi đây được mệnh danh hòn đảo thiên đường tình yêu bãi cát trắng mịn trải dài bãi biển trong xanh tuyệt đẹp không xa thác nước bên cạnh dãy núi hùng vĩ Người ngẩn người ngắm nhìn Viên muộn cũng như tan biến anh giang tay ôm cô từ phía sau bà bối em thích chứ cô không chần chừ gật đầu cô nở nụ cười ngọt ngào với anh sau bao ngày ủ rũ cảm ơn anh thế à có anh bên cạnh thực tốt anh đặng không kìm lòng được cúi xuống hôn môi hai tay cô choàng qua cổ anh đúng lúc đó tiếng khóc trẻ con vang lên Nguyệt giật mình vội đẩy anh ra với tốc độ nhanh hơn chớp mắt Anh chưa phản ứng kịp thì bóng dáng cô biến mất Anh thẫn thờ ngủ trên giường Rồi quyết định thuê một bảo mẫu càng sớm càng tốt thôi Sam khóc đòi mẹ Cô tưởng mẹ đói nhưng nó lại không chịu ti Cứ quấy khóc một lúc tới nỗi khàn cả giọng Nguyệt thương con hai mắt cũng đỏ hoe Thế bước tới gần cô lên tiếng Để anh Nguyệt trần trừ trao Sam cho anh Bé con ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt to tròn hệt như cô rồi lát sau đột nhiên ngừng khóc Anh vỗ mấy cái lên lưng con Cô đi lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho con Bảo bối này Anh quyết định thưa bảo mẫu Một lát nữa thư ký kim đưa bài đến đây Hả có gấp quá không ạ Thế chỉ nhỉm cười không đáp Quả như một lúc sau Thư ký kim đưa người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đến Bà có gương mặt phúc hậu Lúc thấy cô tỏ ra ngạc nhiên ngỡ ngàng Nguyệt tưởng mặt mình dính cái gì cơ Cô đưa tay sờ sờ mặt rồi á ngại hỏi Dạ có chuyện gì ạ À, không có gì Bà cúi đầu đáp Thế hài lòng với người bảo mẫu Sau thời gian lựa chọn anh mới ưng ý bà Lý lịch của bà trong sạch và có kinh nghiệm Tuy nhiên trong khoảng thời gian đầu Anh bảo thư kỳ Kim quan sát thêm Bà bối Cứ giao Sam và Huy cho bà ấy Chúng ta về phòng thôi Anh ôm eo cô nhẹ nhàng nói Người chưa an tâm Nhưng cuối cùng bị anh thuyết phục nên vẫn trở về phòng Thế à Sao nãy bà ấy nhìn em như thế Cô cảm thấy cân cấn trong lòng hỏi anh anh không quan tâm đè cô xuống giường Có lẽ nhìn em quá xinh đẹp Cô khẽ kêu một tiếng Bầu không khí trong phòng trở nên nóng bỏng Buổi tối Bãi biển cuộn lên từng đợt sóng nhỏ xô vào bờ cát Cảnh vật yên tĩnh huyền diệu Ánh đèn từ phía khách sạn hắt ra lung linh huyền ảo Người bạc váy lụa trắng Mái tóc xuân dài thả tung theo gió Cô áp lưng ngực anh hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc Không ngờ bảo mẫu mới chăm sóc Sam và Huy Con bé không quấy khóc nhiều nữa Vậy nên Nguyệt cũng yên tâm Thế này Giờ này anh nói chuyện nhiều với bố bối không Không có Anh gần gũi thằng bé Nhưng thằng bé cứ tạo khoảng cách với anh Nguyệt thở dài nói Không biết bao giờ nó mới chịu mở lòng với chúng ta nhỉ từ sóng biển vỗ vào bờ lặng lẽ Người gỡ tay khỏi eo mình Sau đó quay người đi về phía khách sạn Em đi đâu đấy Em xem bố bối làm gì Em gọi thằng bé xuống đi ăn cùng mình Thế nhìn đồng hồ trên tay Cũng chưa tới 7 giờ Lúc nãy cô thấy bối bối đọc sách nên không làm phiền Bây giờ lên phòng không thấy nó đâu Nguyễn hốt hoảng chạy ra phòng có đâm sầm vào anh Em không thấy bối bối đâu Sao? Bối bối à? Sao con ra đây không nói cho mẹ biết? Có có biết mẹ lo lắng cho con không? Bối bối đứng dậy Ánh mắt giống thế tới chín phần Lúc ba gặp ánh mắt của anh và cô Cậu bé bối rối cúi đầu nói con xin lỗi Nguyễn tở dài cũng không nỡ trách mắng Thôi được rồi, con đói không? Chúng ta đi ăn nhé một bối bối gật đầu cô muốn nắm tay thằng bé bất ngờ lần này nó không từ chối như những lần trước trong lòng cô thầm mừng trong lúc ăn cơm cũng trò chuyện quan tâm tới bối bối bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ nguyệt nghĩ mình đã tiến thêm một bước với con trai tâm trạng vì thế vui vẻ hơn hẳn ăn xong cô qua phòng sam và huy bà gặp bảo mẫu đang cho sam bú bình sữa bà cúi đầu chào cô Tiếu phu nhân đừng lo hai đứa trẻ rất ngoan không khóc tẹo nào Người cười nói Vậy thì tốt rồi Cô nhìn bà một lúc mới hỏi Dì à Sao lúc nãy dì đến nhìn tôi như thế Bà thẩm bỗng lên tiếng À không có gì ạ à? Dì cứ nói đi có chuyện gì à Cuối cùng bà ta mở lời Thực ra nhìn thiếu phu nhân giống một người tôi từng quen biết Người nào à Người đó tên Lan Nguyệt khợ người Lan là tên mẹ cô Bà thẩm nhớ lại chuyện cũ Hai mắt tức khắc đỏ hoe Nga Lan là người con gái xinh đẹp Tôi bụng nhất tôi từng gặp Đáng tiếc tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa Nga Lan Thực ra đó là tên mẹ cháu Bà thầm kinh ngạc à? Sao cơ Cô mở điện thoại cho bà xem tấm hình cô chụp với mẹ từ khi còn bé Bà xem xong nước mắt tìm không được tuôn rơi Đúng là Nga Lan rồi Không tin được tôi lại được gặp thiếu phu nhân Vậy gì với mẹ cháu có quan hệ gì ạ à? Bà lau nước mắt kể lại hồi đó tôi với cối là bạn học trung đại học lan xinh đẹp được nhiều nam sinh trong trường yêu thích nhưng cối đem lòng yêu một người tên là xuyên lúc đó tôi cảm thấy hắn không phải người tốt nhưng lan rất yêu hắn bạn đi một thời gian tôi không thấy cối đến trường sau đó mới biết cối mang thai con người đàn ông đó tôi hẹn gặp cối ở quán cà phê lan nói cho tôi bí mật đó là hôm ấy cối ấy bị bỏ thuốc trong cơn mê không biết người đàn ông đó có phải xuyên không tôi cảm thấy lạ bảo cối báo cảnh sát nhưng Lan không đồng ý Và cô ấy lấy hắn ta Sau đó tôi không liên lạc được với cô ấy Không ngờ hôm nay cô Duyên gặp được thiếu phu nhân Nguyệt cảm thấy định mệnh đúng là điều kỳ diệu Thực ra cháu không phải con gái ruột của ông Duyên Ông ta hãm hại mẹ cháu Bây giờ ông ta cũng phải trả giá rồi Hãm hại á Ý thiếu phu nhân cô ấy không còn nữa rồi ư Nguyệt đau lòng gật đầu Bà thầm không tin nổi chỉ có thể bụng miệng khóc Thiếu phu nhân tôi xin chia buồn với cô Không sao ạ Đằng nào chuyện đã qua rồi Hôm nay được gặp dì ở đây cũng là số phận an bài Dì là bạn mẹ cháu thì cháu yên tâm rồi Bà thẩm xúc động Hai người trò chuyện một lúc cô quay về phòng Thế ngồi trên giường đọc sách Nãy giờ chẳng vào đầu chữ nào Thực ra muốn đi tìm cô Nhưng anh tôn trọng cô vì muốn cô có khoảng thời gian bên con Anh phát hiện mắt cô hơi đỏ Anh buông sách xuống kéo cô trong lòng Bảo bối sao vậy em Cô ôm thắt lưng anh, rụi rụi vào lòng anh Ông xã, anh biết bà Thẩm là ai không? Ý em là sao? Bà ấy là bạn mẹ em trước đây đấy Không ngờ em gặp được bạn của mẹ em ở đây Anh ồ một tiếng, người xúc động nói tiếp Bà ấy từng học trung đại học với mẹ em Đúng là kỳ diệu đúng không anh? Ừ, đúng thế Anh nâng mặt cô vuốt ve gò má Nhưng tại sao em buồn thế? Vì bà ấy hình như không biết cha rồi em là ai Nguyệt đã hy vọng đoàn tụ với cha nhưng nghe bà thầm nói vậy Cô biết đây là vở kịch được sắp xếp bởi ông Xuyên Vì vậy người đàn ông ngủ cùng mẹ cô cũng chẳng tốt đẹp gì Thế xoa đầu cô Bảo bối à Nếu em muốn anh đi tìm ông ta Không em không muốn Cứ như vậy có khi tốt hơn Ngày hôm sau, lúc mặt trời nhô lên từ mặt biển xanh ngắt, chiếu từng tia nắng ấm áp xuống biển lấp lánh. Người lay lay cánh tay thế, cô xuống giường chạy ào ra ban công. Anh ơi, Bình Minh đẹp chưa kìa? Cô đứng dưới anh Bình Minh, tia mặt trời như nhảy nhót trên làn da và nụ cười cô không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp rạng rỡ anh không rời mắt khỏi cô em mỉm cười ôm eo vợ ừ đẹp thật đấy cô vui vẻ ngắm bình minh tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh đúng lúc đó điện thoại vang lên bà nội thế à bà xin nỗi gọi sớm nhưng bà thấy nhớ mấy đứa chát quá cho bà gặp chúng được không cháu nghĩ bây giờ chúng chưa dậy đâu bà bà thở dài nói thế nguyệt có đấy không cho bà nói chuyện với con bé Thế liền đưa máy cho cô Dạ, cho cho bà nội ạ Nguyệt à, bà có chuyện muốn nói với cháu Từ khi cháu vào nhà họ tiêu đến nay Bà cảm thấy yêu quý cháu Sau đó vì những biến cố xảy ra Bởi danh dự gia tộc Nên bà hiểu lầm cháu Xin cháu hiểu tha thứ cho bà già này Biết bao lần bà định nói Nhưng lại không thể cất lời Bây giờ chính thức xin lỗi cháu Nguyệt à, bà xin lỗi Nguyệt cảm động khoái mắt rưng rưng Bà nội cháu hiểu ạ Cháu không trách bà đâu Cô nhìn sang thế thấy anh đang nhìn mình Ba năm sau Nguyệt ngồi trong phòng đọc sách Đột nhiên Sam chạy vào lòng cô Mẹ Tỉ gọi non nớt ngọng nghĩa của con khi cô bỗng chốc giữ người Có biết gọi mẹ rồi à Cô vui vẻ ôm bé trong lòng Sam liên tục gọi mẹ mẹ Rồi kéo tay cô ra khỏi phòng Cho đến khi thấy Huy đang ăn kẹo của mình Cô bé chỉ vào cậu khóc hòa Nguyệt lập tức hiểu vấn đề Bao lần giúp Sam nói Nhưng con bé không nói Thế bảo con bé bị chậm nói Ai ngờ hôm nay vì cái kẹo mà con bé biết gọi mẹ Huy giấu cái kẹo ra sau lưng Nguyệt bế Sam lên dỗ dành Sao không khóc nữa Mẹ đưa con đi mua kẹo nhé Con bé không chịu cứ đòi cái kẹo Huy ăn Đang lúc không biết làm sao bố bối xuất hiện Rút tay cô bé cây kẹo màu hồng giống hệt ban nãy Sam nín khóc Rút xa xuất xịt ăn cây kẹo Nguyệt mỉm cười nói Cảm ơn con bố bối à không có gì ạ Người xoa đầu con Nụ cười trên môi càng sâu Sau lần đi du lịch ở Bali Bố bố gần gũi với cô hơn Bây giờ cậu hoàn toàn hòa nhập Trở thành người anh cả bao bọc cho em rồi Bỗng điện thoại cô vang lên Alo ông ngoại Nguyệt à cháu đến đây được chứ Giọng nói ông hơi gấp gáp Nguyệt Hoàng hốt hỏi Ông à có chuyện gì ạ à? Cháu cứ đến đây đi Cô nhanh chóng lên xe tới nhà Lúc vào bác gặp Lâm nhất người khựng người Còn anh ta bối rối ra mặt Nguyệt à Để anh đưa em vào gặp ông ngoại Cô đi theo anh ta Thấy ông Huynh nằm trên giường Gương mặt trắng bầy không huyết sắc Nguyệt vội vã lao tới Ông ngoại Sao thế này ông ngoại Lúc này đây ông yếu ớt không còn sức lầm nhất lên tiếng giải thích Ông ngoại được chẩn đoán bị bệnh tim Gần đây cơ thể yếu dần Thời gian e cũng không nhiều em ạ à. Trong đầu cô có tiếng nụ lớn Cô lắc đầu không tin Anh nói dối đúng không Đây là bệnh án của ông em xem đi Lâm nhất đưa cho cô tập giấy Nguyệt trần trừ đưa tay cầm lấy nó Chỉ lướt qua cô hiểu Nước mắt bỗng chốc kìm không nổi rơi xuống Ông, xin ông đừng bỏ cháu mà ông Cô ôm cánh tay ông ngoại mà khóc Ông hình xót xa cất tiếng yêu ớt Nguyệt à, nghe ông dặn Trước lúc ông ra đi Công ty ông giao cho cháu và Lâm nhất Thằng bé luôn chăm sóc ông thời gian qua Cháu hiểu cho anh của cháu Tha thứ cho nó Ông đi rồi chỉ còn lại hai anh em thôi Hãy yêu thương lẫn nhau Đừng vì những sai lầm người lớn Tự làm tổn thương chính mình Nguyễn liên tục lắc đầu Không, cháu không muốn ông đi đâu hết Cái con bé này đừng có cứng đầu Cháu có thế bối bối Sam bảo Huy rồi Ông già rồi, ông đi gặp mẹ cháu Trái tim cô đau như bị dao cứa Cô biết sinh tử là việc không thể nào tránh khỏi Nhưng Nguyệt cảm thấy đau lòng Trước lúc ra đi Cháu gặp chắc ông lần cuối nhé Nguyệt khóc không thành tiếng Lâm Nhất đứng một bên kìm không được rơi nước mắt. Cô đưa bà tới trẻ tới gặp ông, Sam Huy bập bẹ gọi cụ, cô không nhớ nổi mình khóc bao nhiêu lâu, thậm chí còn ngất đi trong lòng thế. Ông qua đời, người đứng trước mộ ông bên cạnh là mộ mẹ cô, nhìn dưới ảnh hai người trái tim cô đau đớn. Đột nhiên một suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô nắm chặt tay thế. Có phải đến lúc nào đó, em và anh cũng ra đi như thế không? Thôi nào, em đừng nghĩ linh tinh. Em không nghĩ linh tinh Sinh tử là chuyện tất nhiên Nhưng nếu có chết Người chết trước nên là em Bởi vì nếu anh đi rồi em không chịu nổi mất Anh xót xa siết chặt eo cô Em quên rằng trước đây anh từng nói gì à Cho dù có chết Anh không bao giờ buông tay em Nếu em ra đi anh đi cùng em Nguyệt bị anh làm cho cảm động Cô dụ đầu lồng ngực vững chãi của anh Dù mưa to gió lớn cũng không sợ Anh gõ chán cô mắng yêu Lần sau cô được tùy tiện nói chuyện này đâu đấy ừ, em biết rồi Thế cùng cô trở về Và trong xe theo thói quen bật bản tin thời sự Không ngờ biên tập viên đưa tin về ông Xuyên Nói rằng ông treo cổ tự tử trong tù Nhìn qua Nguyệt Cô chẳng bộc lộ cảm xúc Chỉ tựa đang nghe tin tức về người xa lạ Bà Hà bị bắt Ông Xuyên tự tử Thúy về người thực vật Cuối cùng bọn họ phải trả giá 4 tháng sau Nguyệt trao quyền điều hành công ty cho Lâm Nhất Lễ nhậm chức chủ tịch của anh được tổ chức long trọng Cả cô và Thế đến dự Cô chấp nhận tha thứ tất cả cho anh ta Sau cùng hai người là anh em với nhau Mọi chuyện kết thúc Cô mong sau này mình và Thế mãi mãi bên nhau Cùng nuôi dưỡng các con Để chúng lớn lên trưởng thành khỏe mạnh Rồi đi tìm hạnh phúc của chính đời mình và các bạn thân mến, một bộ truyện dài đến đây đã kết thúc rồi à, Các bạn có cảm nhận như thế nào về cái kết của câu chuyện Hãy chia sẻ dưới phần bình luận Cũng như đừng quên đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác rồi mai dễ đọc Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn